cái tới border của Louisiana, cái anh quẹo về cái anh bị cảnh sát chụp lại. Cái anh nói là hồi nãy cái đám tụi bay chạy qua tao bắt không được, bây giờ có mình mày tao bắt được. Anh nói ồ biết đãi đi luôn được rồi, đãi đi luôn được rồi. Chầu gàng mà. Ừ. Thì đó. No, anh Thiện còn tướng còn quá chuẩn mà. Tướng này về xuống Bel Air là mấy em chết. Khỏi về Việt Nam. Xuống Bel Air thôi mấy em chết. Vợ ông coi ông nói, vợ ông coi nó gãy đầu. Ở đây về hết đất không là mệt rồi. Còn đâu tập. Phải tím không? Hơi. Cái đó đứng lên là trả tiền á. Nó cái clip nó cũng rẻ chứ không. Sao à, sáng mai nhìn xe mình dữ vậy? Ngày hôm nay là mình chạy không có thiên vị đâu nha. Mình chạy không nương tay đâu đó nha. Mình đang chạy không nương tay đó đâu. Ghê chưa. Anh em muốn thử với M3 đó, cứ chạy đi, mình canh, anh em giọt cái mình giọt. Tại vì anh em ở phía trước đó, nhìn nó mới đẹp. Mà xe này á chạy với nó đó mà để bắt đầu từ tốc độ càng chậm là mấy xe kia càng khó bỏ đó. Cái đề ba không phải cái không khỏi khỏi cần nói đề ba, cái mà chừng khoảng 30-40 là chạy á, chạy bắt đầu 30-40 á là này là nó là ngọt nhất luôn. Nó ngọt chứ. Cái số bồ nó nhanh lắm, kick nhanh lắm. Từ Bel Air giờ có mấy pha anh làm. Có mấy pha em lấy bộ. Bắn là cái ghê bộ. Còn mà chạy dưới Aventador mà chạy bắt đầu chạy từ khoảng 70-80 á thì nó take mà longer để nó ấy. Nó nặng rồi. Nó take longer để nó keep up. Nghe chưa? Bốn mình chơi với đi cái bầu chĩa lên trên mà. Dán đẹp á. Hả? Xe hai thấy đẹp trai, xe hai mày làm cái gì?
chạy anh chạy xuống đây đã tay lắm các bạn. Hên là hôm nay không có anh cảnh sát nữa hết à. Chứ không làm gì hết rồi. You like it. Chào Giang quá trời luôn. Hello anh, em tên Giang. Hello. Hello anh Thử. Khỏe không? Ừ, khỏe. Tối ngủ được không? Đâu có uống đâu, ngủ được. Đâu có uống được không? Nó 8 giờ rưỡi, đây 7 giờ, 7 giờ thức dậy chạy ra đi 8 giờ rưỡi, 4 ký rồi. Anh Trí á, anh Trí tính giờ kali lắm. Anh hẹn quay về là thấy nhớ không ngủ được. Hình dưới là ổng. Đây. Nè, nó chẹp cái bình lên thôi. Không đi chơi. Chạy vô uống cà phê mình đậu xe nè. Anh nói sao? Thấy hẹp ngồi đó mà. Ồ vậy hả? Hẹp ngồi đó đó. Hẹp ngồi đó mà đâu đi đâu. Ờ. Anh chơi ô tô. Anh nói thằng Đại nó ngồi xe đó nó phù hợp hả? Phù hợp. Tại vì nó xăm mình đúng không? Đúng rồi. Ờ, chứ không phải anh nói cái tướng nó vô côn. Tướng nó vô côn. Đó không? Đồng quay đi trên này nè, đó, xong cái này nè, đó, chạy luôn, chạy luôn, xe. Cái mấy kia qua kìa. Không, bạn em nói chơi vui thôi, nó cũng hợp đi. Xe này ngầu, bạn xăm lên nữa là ngầu lắm. Mày giả bộ mày ngã cái ra đại cho nên mày mua hai chiếc luôn. Đẹp quá ha. Hả? Đậu đây đi. Ô xe đẹp quá ha. Mấy cảo à. Ô xe mới cảo hả? Xe mới mua mới cảo hả? Cảo à. Bow of the Prophet luôn nha. Ê anh gắn đèn off-road vậy, anh cứ đi off-road vậy. Hai anh chạy đi cà phê không à? Cà phê mà. Gắn đèn off-road chạy đi cà phê không à? Đó thôi à. Đó
Hồ Đức chưa? Ờ, chạy xe điện thời gian. Ờ, xe cameraman mà. Cái đầu tiên ở đây, bên đây có, anh thấy, em mới thấy. Thì các bạn thấy ở đây có chiếc VinFast đầu tiên nha. Hả? Bên Cali mà, hả Cali thôi, ở Cali qua. Cali qua nhà qua.